Kính thưa quý vị, những tưởng là diễn biến dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang đã có phần tươi sáng hơn. Thế nhưng mà mới đây, sau khi ghi nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19, thì vào chiều ngày 29 tháng 6, Ủy ban Nhân dân của tỉnh Bắc Giang cũng đã quyết định giãn cách cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 đối với 7 xã thuộc huyện Lục Ngạn. 7 xã của huyện Lục Ngạn thực hiện cách ly xã hội từ 18 giờ ngày 29 tháng 6, cụ thể bao gồm Giáp Sơn, Phì Điền, Tân Hoa, Biển Động, Đồng Cốc, Phú Nhuận, Kim Sơn. Theo đó, thì việc áp dụng chỉ thị số 16, các địa phương trên phải cách ly xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã. Người dân được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc đi làm. Khi ra khỏi nhà thì người dân phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người nơi công cộng. 7 xã trên cũng phải tạm dừng tổ chức lễ hội, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và thờ tự. Bên cạnh đó, thì công an của tỉnh Bắc Giang cũng phối hợp với Ủy ban Nhân dân của huyện Lục Ngạn để chỉ đạo thiết lập các chốt kiểm soát trước 18 giờ của ngày 29 tháng 6.